Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn nha. Hôm nay đến một cái khu vườn rất là đẹp luôn nha bà con. Có nhiều cây vô dây bonsai ghép thì đầy đủ mặt hoa luôn ha. Có những cây ghép tới 6-7 màu. Rồi một số cây thì ghép đơn, đơn sắc một màu. Vô dây, vô thế bonsai rất là đẹp luôn ha. Bà con mình thì nếu mà có xem kênh, có thích thì bà con hãy liên hệ số điện thoại dưới màn hình để giao lưu, có thể là sỉ nha. Số lượng về bà con mình chơi nhiều hoặc là mình bán lại nha, sỉ lẻ đều có hết luôn nha bà con. Số cây cẩm thạch đỏ lửa nè, rất là đẹp luôn ha. Thì hôm nay giao lưu cái clip này để cùng báo giá với bà con, thì mình mời bà con và các bạn cùng xem với nhà vườn Thanh Nguyên. Rồi anh chào Nguyên. Dạ em chào anh Liêm ha. Dạ em chào cô chú anh chị đang xem kênh anh Liêm. Dạ nay em lên lô bonsai hết cô chú anh chị. Đó thì lô này là số lượng rất là nhiều cô chú anh chị. Nó có thể là khoảng 500-700 cây nha. Đó nguyên lô anh Liêm cũng quay sơ sơ thấy cũng cô chú anh chị mình cũng thấy ha, cũng đế thì cũng khá đẹp anh chị. Đó vì đây là thời điểm giữa năm nên cô chú anh chị mình muốn mua mà bán lại thì cô chú anh chị có thể chốt sỉ số lượng nhiều ha, để mình dưỡng lại giá cả, thì mình mua càng nhiều, số lượng càng nhiều thì giá nó phải càng rẻ lại ha cô chú anh chị. Đó đặc biệt thì giá tới vườn thì giá nó sẽ, nói chung là xăng cổ nó sẽ rẻ lại cô chú anh chị. Rồi để không mất thời gian thì em vô chi tiết mã số 1 nè. Cây hàng giá cây này gọn gọn nha cô chú anh chị. Đó, cẩm thạch đỏ lửa ha. Đế thì rất là đẹp anh chị ơi. Đó. Đây. Hoành là 19. Cao là 50 anh chị. Tán ngang là 50. Đó. Đây, cẩm thạch đỏ lửa mã số 1 đế nè. Nhỏ mà đẹp, quấn cực kỳ anh chị ơi. Rồi, cây này giao lưu cô chú anh chị giá 450 nha anh chị. Đó là giá em đã bao ship nha. 450k cây này ha. Giá là quá rẻ anh chị ơi, quá đẹp nha. Bonsai bẻ dây rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 2 là cây cẩm thạch pin bát anh chị. Đó, giống cũng khá là hot nha. Hoành là 19. Tán cũng là 52 anh chị. Có cao 52, tán ngang 50. Đây, pin bát anh chị, mới vô dây nha. À, bắt đầu đang lá đang dựng lại, đang tuột nách nó lên nè, là bắt đầu có bông rồi. Cây này khoảng 1 tháng 20 ngày là bông gỡ luôn nha. Mà pin bát này cũng khá đẹp anh chị. Rồi mã số 2 cũng giao lưu của chính chị giá 450 luôn cho cây cẩm thạch pin bát. Thì em mỗi màu thì em cũng sẽ quay đại khái một vài cây anh chị, còn lô lớn thì em sẽ quay số lượng nhiều cho anh chị mình coi. Đây cây số 3 là cây cẩm thạch vết bi da anh chị. Đó cũng bẻ dây luôn ha, rất là đẹp nha anh chị. Đấy nè, sạch sẽ luôn. Hoành là 17 ha. Cao là 57. Tán ngang là 50 nha anh chị. Đó, cây này cũng bắt đầu đang đâm tược nách để mà cho bông, lứa bông đầu tiên nha. Đây. Đế nè. Khá là đẹp anh chị. Rồi mã số 3, cẩm thạch vết bi da giao lưu của chú anh chị giá 470k. Đó, 470. Rồi, tiếp theo cũng là cây cẩm thạch vết bi da luôn. Mã số 4. Hoành là 22, cổ này em sẽ đo ngay cổ nhỏ nhất nha. Cao 55. Tán ngang 55 luôn ha. Dòng này siêu bông lắm mà có. Dòng giống mới siêu bông, lá cũng rất đẹp. Cây này nếu mà về cái của chính chị mình dưỡng lại khoảng tầm 1 tháng nữa thôi, cái dòng vết bi da này thì nhanh lên bông lắm, 1 tháng nữa bông sẽ rực rỡ luôn. Đó rất là đẹp. Rồi mã số 4 ha. Đó mã số 4 này giao lưu của chú anh chị giá 500 cho cây này. Đó rất là đẹp cây này anh chị. Rồi tiếp tục, đây tiếp tục là cây số 5 Milo Batis anh chị. Quá trời vàng xương đẹp. Cây này thì củ đế sạch sẽ lắm. Lô này nè, hoành 22 ha. Cao 50 anh chị. Tán ngang 50 luôn. Bắt đầu cũng là lô này thì bẻ cùng một thời điểm nên là tuột nách nó sẽ đâm đều hết anh chị. Đó, đây sắp tới là nó đang cho bông nha. Mã số 5 ha. Rồi, mã số 5 này cũng 500k luôn anh chị. Cây khá đẹp nha. Rồi tiếp tục là mã số 6 là cây Milo nữa nè anh chị. Dòng lá cẩm thạch bông bông siêu hoa. Dòng này thì bông nó lên sẽ là cứng luôn nha anh chị. Hoành là 16. Cao là 50.
8.050. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị giá 420. Đó, 420.000. Bonsai vẻ dày ha. Rồi tiếp tục là mã số 7. Đó, cây này là ghép siêu bông lá xanh 9 tới 10 màu luôn anh chị. Em sẽ đo thông số, em vô chi tiết cây. Hoành là 21. Cao là 60. Tán sẽ là 70 anh chị. Đó, dòng lá xanh này thì lô này em sẽ làm là từ giá là phải 9 màu trở lên. Đây, cẩm thạch đỏ lửa là 1 nè. Kayata là 2. Tím lửa siêu bông mới là 3. Red Visa là 4. Cáo vàng anh chị là 5 ha. 5. Tím tiết là 6. 6. Bên đây có thái vàng. Thái vàng là 7 nha. À, hồng tiết là 8. 8. Trắng tiết nè. Đây, trắng tiết là 9. Đó, trước mắt là cây này là sẽ 9 màu rồi đó. Đó, 9 màu là chuẩn nha anh chị. Đây, cây 9 màu lá xanh. Nếu mà cây này cũng tầm 1 tháng rưỡi là bông sẽ cứng. Bây giờ cô chú anh chị mình thấy là búp nụ lên đều rất là đều rồi. Đó. Đây, mã số 7 giao lưu cô chú anh chị giá 650 nha. Đó, 650 cho cây này. Rất đẹp. Đây, tiếp tục cũng là một cây lá xanh. Lô này thì em cũng nói rồi, từ giá phải 8-9 màu trở lên, 9 màu trở lên. Mã số 8 nha. Cây này thì đế phải nói là siêu đẹp luôn nha anh chị. Đó, đế cây này là quá dữ luôn. 22 hoành nè. Cao là 70. Tàn là 65 anh chị. Cây này có hồng tiết bên đây là 1 rồi nè. Cáo vàng là 2. Cây này là tím lửa mới nè anh chị, là 3 nè. Tím tiết là 4. Sakura phớt hồng là 5. Hồng găng là 6. Bên đây có đỏ lửa là 7 nè. Zepia là 8. Cây này trước mắt là em sẽ thấy 8 màu. Zepia 8 màu anh chị. Trắng tiết. Trắng tiết nó là 9. À đây đúng rồi. Đây 9 màu. Còn cái bo này là bo màu gì ta? Sakura. Đúng rồi. Sakura 9 màu. Đó, cũng là 9 màu cây này luôn anh chị ơi. Quá trời bồ đế cây này nè. Rất đẹp luôn anh chị. Đó, rồi cây này giao lưu của chú anh chị giá 700k. Cây 9 màu ha. Nếu mà nó lên bông một lượt thì nhìn nó cực kỳ đã luôn nha anh chị. Cực kỳ đã luôn. Còn cô chú anh chị mình lấy hàng này về thì bây giờ nó sẽ lên bông từ từ. Đó. Còn hàng gỗ bông thì về ship nhiều khi đi đường xa sẽ bị rụng anh chị. Nó uổng ha. Rồi, tiếp tục là mã số 9 nè. Cũng là cây lá xanh siêu bông nhiều màu lắm. Hoành là 21. Cao đây là 70. Tán ngang là 65. Cây này Red Visa nè. Trắng tiết 2 nè. Thái vàng là 3 nè. Sakura phớt hồng là 4. Kayata là 5. À, đây thì có hồng tiết nè, 6 rồi. Cáo vàng 7. Đỏ lửa là 8. 8 màu. Có thiếu màu gì nữa không ta? Cái này thiếu màu hồng găng. Cái này được 8 màu. Đó, đế cũng khá dữ anh chị. À đây, tím lửa nè anh chị ơi, 9 màu. Tím lửa mới nè. Đó, lá bóng đậm. 9 màu cái này. Mã số 9. Quá trời, nổi sổ dài đẹp nè. Đó, liền phanh luôn. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị cũng 700k luôn. Giá này em đã bao ship nha quý anh chị. Ship tới tay của chú anh chị mình luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 10. Cây này khá là đẹp luôn. Hoành là 21. Cao là 75. Tán ngang là 70 anh chị. Cây này đây. Tím lửa là sẽ là 1 nè. Cái này Sakura, Sakura phớt hồng là 2. Đỏ lửa là 3 nè. Tím tiết đây là 4 nè anh chị. Trắng tiết là 5. Bên đây nó có sẽ tím tiết. Rồi tím tiết có rồi. Đây hồng tiết là 6. Kayata là 7. Red Visa kể chưa? Red Visa chưa kể. Red Visa là 8, thái vàng là 9. Cáo vàng nữa nè. Cáo vàng với thái vàng nó cũng trùng màu luôn ha. Tính 9 màu đi. Đó, cây này tính 9 màu anh chị.
ô đế nè, nó siêu đẹp anh chị ơi, sạch sẽ, không một vết lỗi, không một vết chày luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Cây số 10 nè. Bờ đế cũng khá là to nha, để em đặt bàn tay vào nè. Cỡ bàn tay trở lên ha. Mã số 10 giao lưu của chú anh chị 750 cây này nha. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục là mã số 11. Đó, cũng là cây bồ đế nè, quá chừng đẹp luôn anh chị ơi. Hoành là 20, cao là 70, tán ngang là 65 anh chị. Cây này vô là tím lửa mới là 1 nè, đỏ lửa là 2, trắng tiết đây là 3, cáo vàng là 4, Kayata là 5, Sakuga phớt hồng là 6, thái vàng anh chị là 7 ha. À, tím tiết là 8, Zepia là 9. Đây, 9 màu. Cái này thì đầy đủ màu luôn, khỏi phải sợ, từ 9 màu tới 10 màu. Đó. Mã số 11 anh chị. Cây này quá đẹp, siêu đẹp đế nè. Rồi, cây này cũng giao lưu của anh chị giá 700k luôn. Chứ cây số 11 700.000. Rồi, tiếp tục là cây 12 nè. Quay vô. Đế dài mà đẹp nha anh chị. Mã số 12. Hoành là 18. Cao là 72. Tán ngang là 70 anh chị. À, có Kayata tím tiết, thái vàng là 3, Zepia là 4, Sakuga phớt hồng là 5, đỏ lửa là 6, cáo vàng là 7, tím lửa là 8, hồng tiết là 9, trắng tiết nữa. Cái này 10 màu nè. Trắng tiết là 10 màu. Đó, 10 màu anh chị ơi, quá đẹp luôn. Mã số 11 10 màu. Đó. 700.000 anh chị. 700 bao ship ha. Quá đẹp anh chị. 10 màu. Rồi, tiếp tục à, em vô mã 13. Trở lại với dòng cẩm thạch ha. Cẩm thạch à, ruby tím lửa anh chị. Cái màu này phải nói là siêu sáng luôn. Đó mà ruby tím lửa cẩm thạch. Cái lá cẩm thạch với bông thì ruby tím lửa nha. Quá đẹp luôn. Hoành là 21. Cao là 60. Tán là 60 anh chị. Mã số 13 ruby tím lửa. Đó. Rồi cái này giao lưu của chính chị giá 450. Số lượng thì rất là nhiều nha. Đó anh chị nào cái số lượng thì cứ liên hệ trực tiếp em ha. Tiếp tục là mã số 14. Hoành là 16. Cao là 55. Tán là 50. Đỏ lửa anh chị. Đỏ lửa cẩm thạch. Đó, mã số 14. Giao lưu 450 anh chị. Đế cũng khá là đẹp nha. Đó. Cây này mình nuôi lại là đẹp lắm anh chị. Nuôi tàn lại ha. Cái này quá trời bất ngờ rồi. Mã số 15 anh chị. Đây. Hoành là 15. Cao là 55. Tán là 60. Đó, cẩm thạch đỏ lửa anh chị. Quá trời nó bắn nè. Bắn đọt này là ra bông hết trơn nè anh chị. Đó. Đây, em ship tới mình là có thể ra bông hết trơn luôn. Mã số 15. Đế cũng khá là quái anh chị. Đó, đế đẹp lắm. Rồi, mã số 15 450 luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 16 nè. Trở lại dưa lá xanh kỳ bự, mã số 16. Cái này hoành cổ là 24. Cao là 70. Tán là 65. Chi tiết cây này là đỏ lửa là 1 nè, cáo vàng là 2, tím lửa là 3, Zepia là 4, Kayata là 5, trắng tiết là 6, hồng găng là 7 anh chị, Sakuga phớt hồng là 8, hồng tiết là 9, đây 9 màu, quá đẹp anh chị ạ, cây này 16, 9 màu ha, đó, để phải nói siêu đẹp mấy cây này luôn. Rồi mã số 16 giao lưu của chính chị giá 700k.
Đế. Cây này đế sổ khoảng 40 anh chị, có 2 gian. Đế dài mà đặc lắm nha, chứ không phải đế dài mà lỏng lẻo. Rồi, tiếp tục là mã số 17. Hoành là 18. Cao là 65. Tán là 70. Cây này tròn tàn luôn. Kayata là 1 nè. Thái vàng là 2. Tím tiết là 3. Sakuga phớt hồng dưới đây là 4. Đây có trắng tiết là 5. Cáo vàng là 6. Tím lửa là 7. Hồng tiết là 8. Ghép bì da tính chưa ta? Chưa. Ghép bì da là 9. 9 màu anh chị. Đây, cây này 9 màu. Mã số 17. Siêu đẹp anh chị ơi. Rồi, cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 650. Có màu đỏ lửa. À, màu đỏ lửa nè, màu đỏ lửa này em chưa tính. Tính luôn đỏ lửa là 10 màu luôn. Đó, 10 màu. Quá chừng đẹp luôn anh chị ơi. Đó, hàng 90 màu bẻ dây thì thôi. Siêu đẹp rồi. Đây, tiếp tục là mã số 18. Đây, quá đẹp nha. Hoành là 21. Cao là 60. Tán là 65. Trắng tiết là 1 nè anh chị. Đây có hồng tiết là 2. Tím tiết là 3. Sakuga phớt hồng là 4. Đỏ lửa là 5. Jet Pizza là 6. Này đỏ lửa. Ủa. Thái vàng. Thái vàng là 7. Tím lửa. Tím lửa đây là 8. Cáo vàng là 9. 9 màu anh chị. Đó. Mã số 18. 9 màu. Quá trời, cây này cái cục đế nè. Rất là quái luôn, sáng ha. Rồi mã 18 này giao lưu của chú anh chị giá 700k. Cho mã số 18. Rồi, tiếp tục là mã số 19. Đó. Cổ ngay đây đi anh chị, 21 ha. Cao là 75. Tán là 75 luôn. Cây này Red Pizza nè, ủa, hồng tiết. Hồng tiết. Sakuga là 2. Tím lửa là 3. Tím tiết là 4. Đỏ lửa là 5. Kayata là 6. Cáo vàng là 7. Red Pizza là 8. Thái vàng là 9. Đó. Thái vàng ra chùm bông luôn. Búp nụ đều chưa hả anh chị? 9 màu, mã số 19. Đây, cây này giao lưu anh chính chị 700k. Giá này vườn em đã bao phí vận chuyển cho anh chị mình luôn nha. Tiếp tục là mã 20 nè anh chị. Cây này phơm tàn là tròn do luôn, bông đều chưa. Cây này lực hoành là 25. Cao nó sẽ là 65 anh chị. Tán em vo tròn luôn 70. Sakuga phớt hồng là 1 nè. Cáo vàng là 2. Hồng găng là 3 anh chị. Tím lửa là 4. Sakuga phớt hồng là 5. Kayata là 6. Hồng tiết là 7. Tím tiết là 8. Trắng tiết là 9. 9 màu. Cái này không có cáo vàng. Có cáo vàng nó được 10. Có cáo vàng. Cáo vàng này kia rồi nhưng mà chưa có cái dép bị da. Chưa có dép bị da đúng rồi. À, có dép da nằm trong nách nè. 10 màu anh chị. Đây, nãy kể thiếu màu dép bị da. Tại thường thường em nhớ có hồng găng nó sẽ được 10 màu, còn cây này không có hồng găng thì sẽ chỉ là 9. Đó, cây này 10 màu anh chị. 750 cho cây này nè. Đó, phơm tàn lùng lực, tròn vo luôn anh chị. 10 màu. Búp nụ đều chưa ha. Rồi, tiếp tục là mã số 21 anh chị ạ. Ủa, biết cây này về đế nó nè. Hoành nó sẽ là 25. Cao là 70. Tạng đây 75. Đây có Kayata là 1 nè. Trắng tiết là 2. Đỏ lửa là 3. Hồng tiết đây là OZ Pizza là 4. Tím tiết là 5. Tím lửa là 6.
thái vàng là 7. Đây thái vàng đây nè, 7, cáo vàng là 8. Cái này trắng tiết là 9. Và trắng tiết kể chưa ta, để đếm lại coi. À, đỏ lửa là 1 nè, trắng tiết 2 nè. Kayata 3 nè, cáo vàng là 4, Sakuga phất hồng là 5, thái vàng là 6, tím tiết là 7, Zepia là 8, hồng tiết là 9, 9 màu. Tím lửa. À tím lửa 10 màu. À 10 màu anh chị. Quá đẹp nha, cây 21 nè. Rồi cây 21 này Zalo của chính chị 750 luôn. Cho cây 10 màu. Quá khứ đẹp luôn. Rồi, tiếp tục là em lên mã số 22 là một cặp cẩm thạch nha anh chị. Đây, cẩm thạch đó, tầm cào tím ha. Cái này nhánh quá trời nhiều luôn anh chị ơi. Hoành là 19. Cao là 1m1. Tán ngang là 70. Mã số 22 đi. Thôi có một cặp cẩm thạch cuối à. Cây này mã 22 đi. Đó, cái củ là tròn do như trái banh luôn anh chị. Củ không đòi thử coi. Củ này cũng được 55 nè. Rồi, cây này giao luôn của chú anh chị giá 550 đi. 550 ha. Ui da, cây cũng khá là nặng nha anh chị ơi. Rất là nặng luôn. Rồi, tiếp tục là cây cuối cùng, cây cẩm thạch tím. Mã số 23 đi, 20 hoành. Cao mặt chậu lên là 1m1. Cây này tàn 90. Đó. Cây này tàn như trái banh luôn. Củ rất đẹp. Rồi, cây này giao lưu của chúng chị giá 600k. À, anh chị nào lấy một cặp thì giá nó sẽ 1.000.000 ha. À, rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyên. Mến chào bà con nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.